Xin chào toàn thể các bạn nhé. Hôm nay mấy ngày nay mình ăn rồi ở Đà Nẵng và ngắm máy bay hạ cánh thôi. Không có làm gì cả vì xe mình hiện tại thì đang nhập viện trong này đây. Trong cái tháng 7 này thì tháng 7 âm lịch các bạn ạ, xe thì nó gặp trục trặc rất là nhiều, từ máy lạnh cho đến xe hỏng hóc liên tục. Cái đuôi của mình thì cắt để hàn lại cái phần rè ở bên gara khác. Còn chiếc đầu thì hôm nay phải hạ hộp số để kiểm tra lại côn. Đây là cái phần lá côn này các bạn này. Mặt gương này, mâm ép nó bị xì cái nhớt ở đây, trong đấy nó bị xì cái phớt nào đó, nó xịt rất là nhiều nhớt ở đây. Cho nên là hôm ra mình đi nó bị cái bệnh đi rất là yếu, không có trớn vì nhớt đây, toàn là nhớt đây, xì nhớt đâu đây. Nói chung là tháng này là một cái tháng rất là buồn đối với mình. Xe cộ thì trục trặc liên miên, và những cái dự định làm YouTube của mình thì cũng chưa có đâu vào đâu cả. Khởi đầu là mình đi thì cái máy lạnh của mình nó trục trặc rất là nhiều. Khi mà máy lạnh thì mình đã sửa thành 2 lần rồi, thì bây giờ nó tạm ổn rồi. Thì đến xe. Xe thì chuyến vừa rồi trên đường đi thì mình có bị về cái trục cắt đăng. Trục cắt đăng đây. Cái mà người ta hạ xuống đây các bạn này, là nó bị cái bi chữ thập đấy, nó bị hỏng. Đấy, sau khi mà sửa được cái bi chữ thập đấy thì vào trên đường vào lại tiếp tục bị rớt cái ốc đấy. Do là sửa dọc đường mình không có máy bắn ấy. Thế là làm mất 2 ngày nữa. Và khi trên đường ra thì lại bị bệnh. Bị bệnh về côn đây. Thành ra là tháng này là xe cộ là giật mình cũng là te tua rồi các bạn ạ. Cho nên là cái thời gian này thì tạm thời mình đang chưa thể ra được video nhiều. Mong các bạn cũng thông cảm. Đây là những cái chiếc xe đang sửa chữa ở gara này các bạn này. Đây là chắc người ta bảo dưỡng về cái phần may ơ các thứ, thắng thiết. Đây là một cái bãi xe của công ty gì, công ty Hưng Phát này. À, bên kia thì có con C và C cũng của công ty mình, cũng đang nhập viện khá là lâu rồi. Con này thì nó bị lứt mặt khuy láp này. Mua không ra luôn. Xe khá đẹp này. Nhưng mà cái mặt khuy láp là công ty mình mua với gara đây đặt mua là từ bên Trung Quốc gửi về cũng chưa có luôn. Rất là hiếm. Cho nên là bây giờ là đã làm đây có lẽ là khoảng hơn 2 tháng rồi. Vẫn chưa có đồ đây các bạn này. Những cái đồ đang tháo ở xe đang vứt lởn chởm trên này đây. Phụ tùng nó hiếm quá. Con này thì nó mới chạy cái máy drama ra miết gì các bạn ạ. Mình chưa thấy máy đấy khi nào cả. Lại đây mình xem đây là cái mặt máy này. Mặt máy của xe đây. Xe không biết mở được không? À, mở được đây. Xe này các bạn này, trèo lên ngó thử qua cái này. Cho anh em xem qua chút về cái con C và C này. Đấy, vô lăng khá đẹp này, cái mặt táp lô anh em thấy không, khá là đẹp luôn đấy, rất là ok đấy. Vì bây giờ thì chắc là mình cũng xin
kết thúc cái video lại nhé anh em nhé. Chắc là hẹn anh em là thêm ít ngày nữa xe mình đã sửa xong thì mình sẽ tiếp tục làm những cái video khác nhé. Xin tạm biệt tất cả các bạn nhé. Mong các bạn hãy thông cảm cho mình. Thời gian này thì không thể ra video đều được.